Xin chào mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn mà hôm nọ mình có up lên Instagram và có rất là nhiều bạn hỏi. Đây là một món ăn mà Kiên nghĩ chắc chắn rằng nó sẽ không dành cho người gầy đâu. Chính vì vậy những bạn nào mà muốn là ăn để cho gầy các thứ thì Kiên nghĩ là món này không hợp một chút nào. Đó chính là cream souffle. Đây là một món ăn rất là nổi tiếng và nó rất là dễ ăn nữa. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay làm món ăn này nhé. Nguyên liệu để làm món ăn này cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta cần những nguyên liệu quan trọng nhất, đó chính là 5 lòng đỏ trứng gà, 480ml kem tươi tương đương với 2 cup, 100g đường và một cái, đây là quả vani này, gọi là vani tươi. Và chúng ta sẽ sử dụng vào đó một lượng nhỏ thôi, khoảng tầm từ 3 đến 4ml cho món ăn này. Và ngay bây giờ chúng ta bắt đầu làm thôi nào. Tên tên. Việc đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là lấy 5 lòng đỏ trứng gà này ra và sẽ trộn đều với cả 100g đường. Tiếp theo đến quả vani tươi thì các bạn lấy ra nhá. Và sau đó thì chúng ta sẽ cắt và lấy phần hạt ở bên trong quả vani. Các bạn có thể thấy là bên trong này có những hạt vani như thế này. Mùi thơm rất tự nhiên. Thơm quá. Chúng ta sẽ đun hỗn hợp kem tươi và vani này trên lửa vừa. Các bạn chú ý nhé là chúng ta đừng có đun sôi lên, tại vì là nếu mà đun sôi thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều bong bóng. Và như vậy thì món cream souffle của chúng ta sẽ bị lỗ rỗ, không ngon một chút nào. Các bạn chỉ cần đun đến khi mà nó hơi nóng lăn tăn là được rồi nhá. Sau khi mà kem tươi của chúng ta đã bắt đầu nóng hơn thì các bạn chú ý là không để đun sôi nhé. Chúng ta sẽ cho dần dần vào trong hỗn hợp trứng và đường mà chúng ta đã trộn ngay từ đầu. Các bạn chú ý là chúng ta chỉ cho từ từ thôi nhé. Sau khi trộn đều kem tươi với trứng và đường thì chúng ta sẽ lọc qua một cái rây để lược bỏ bớt tất cả những cái lợn cợn và cũng như giảm bớt bong bóng, thì lúc đó thì món cream souffle của chúng ta nó mới mịn được. Mình cho vào một cái rót như thế này để tí nữa mình rót vào các cái bát ấy, nó sẽ rất là tiện. Vì món này của chúng ta sẽ nướng cách thủy, chính vì vậy mà Kiên lót vào đây, vào những cái bát này, vào trong một chiếc khay sâu lòng để một chút nữa chúng ta sẽ cho nước vào và nướng. Chúng ta sẽ đổ đều cái cream souffle của chúng ta này vào các bát nhá. Ôi da, màu rất là đẹp. Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng một cốc nước nóng như thế này. Sau đó thì các bạn rót vào trong khuôn để chúng ta sẽ nướng cách thủy món này nhá. Chú ý cẩn thận không lại rót vào bát kem của chúng ta thì phí hết cả công đấy. Sau khi mà các bạn đổ nước sôi vào trong khuôn và chúng ta sẽ nướng cách thủy món này ở trong vòng 40 phút với nhiệt độ là 150 độ C. Và 40 phút nữa thì chúng ta sẽ quay lại và để kiểm tra xem là món ăn của chúng ta sẽ như thế nào nhá. Như vậy là sau khi nướng 40 phút thì món ăn của chúng ta đã chín rồi này. Các bạn có thể thấy là đây là hai bát ở rãnh lửa bên trong. Ôi mờ quá. Còn đây là hai bát ở rãnh lửa bên ngoài. Đây là nói chung là một trong những cái bất lợi khi mà lò nướng nó bị nóng ấy. Cái nhiệt nó sẽ tỏa ra không đều. Nhưng không vấn đề gì cả. Món ăn của chúng ta đã chín rồi. Các bạn gõ vào bát sẽ thấy nó rất là chắc như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để nguội và sau đó cho vào tủ lạnh 2 tiếng trước khi chúng ta sẽ khò lớp đường ở bên trên bề mặt nhá. Như vậy là sau khi mà để trong tủ lạnh 2 tiếng thì các bát kem của chúng ta đã đông chắc như thế này rồi. Và đây là đến phần mà Kiên rất thích, đó chính là phần khò đường ở trên bề mặt. Và tất nhiên là chúng ta phải có một chiếc máy khò như này. Đây không phải là một đồ chơi các bạn nhé, cho nên là các bạn có thể mua ở ngoài các tiệm bánh về này và sau đó chúng ta phải sử dụng thật là an toàn. Và bây giờ chúng ta sẽ khò ngay lớp đường ở trên bề mặt cream souffle này nhé. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ cho một khoảng một thìa canh đường như thế này lên trên bề mặt.
và các bạn nhớ rải đều ra trên cái bề mặt của cái bát Green Poufflet này nhá. Lượng đường này các bạn có thể cho vào tùy nhiều hoặc ít so sở thích của mình thôi. Đó, ra cái đi. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khỏ trên cái bề mặt này nhá. Như vậy như vậy là sau khi khò xong thì chúng ta sẽ được những bát cream poufflé đẹp như thế này, có lớp đường theo theo giòn ở bên trên. Và bây giờ tất nhiên rồi, làm xong thì sẽ phải ăn thử xem như nào nhá. Các bạn có thể nghe thấy không, lớp ở trên nó rất là cứng. Lớp trứng và kem mọi người không quá ngọt, tại vì thường món này ở ngoài hàng mọi người làm rất là ngọt, thơm mùi vani tươi rất là ngon, kẹo caramel đường ở bên trên sau khi đã khò giòn. Trời ơi, đây đích thị không phải là một món ăn dành cho những người giảm cân, nhưng mà sức hấp dẫn của nó thì tuyệt vời. Nếu có cơ hội thì các bạn hãy làm thử món ăn này nhé. Và hãy chia sẻ cho Kiên. Hãy like và subscribe video này nếu các bạn cảm thấy hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn tiếp theo. Bye bye.